Thưa quý vị, ông bà, thân bạn quý thuộc, trước khi chính thức di quan, cha ông của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối. Xin quý vị cho phép tôi có đôi lời cảm tạ. Kính thưa quý vị, thật nỗi đau buồn ngàn năm quặn dữ cho cha quý tôi, một vô thường đã cướp mất đi một người khác. Trong sự mất mát lớn lao này, chúng tôi có chút phúc duyên được quý thầy, tăng ni, quý Phật tử quan tâm, gia sứ trợ tiến hậu nguyện cho hương linh cha ông chúng tôi cao ra Phật quốc, và chúng tôi cũng được sự quan tâm ưu ái của chính quyền các cấp, tạo mọi điều kiện dễ dàng trong những ngày hành lễ, cũng như quý thầy tăng ni, quý Phật tử, quý ông bà cô bác, quý thông gia thân bằng quyến thuộc, đội mai táng, ban nhạc lễ, anh chị em cùng các cháu đã đến chia buồn và tận tâm tận tình giúp đỡ. Với nghĩa cử cao quý thể quý vị tang quyến, chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường và như ý. Trong những ngày hành lễ, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để cung đón quý vị, nhưng vì tang gia vô cùng bối rối, không sao tránh khỏi những điều sơ suất, kính mong quý vị nhận tình bỏ qua cho. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và như ý. Tăng gia đồng cảm tạ. Lễ tiếp nhân của họ từ đến đây đó, tất cả là đoàn thầy đi hướng dẫn đại âm công an tán động qua dự đuôi.